tôm sú biển nè anh em. Hôm bữa giờ là một số anh em hay hỏi bên về tôm sú biển nè. Ở đây em hỏi thiệt là tôm sú biển mình bán nhiêu chị? Em có rất nhiều khách hàng mà hỏi tôm sú biển ghê lắm. 650 anh. 650. À, 650 tôm sống luôn. Tôm sống. Tôm sống. Còn những cái tôm mà gọi là chết rồi thì 400. 400, 350 là nó tầm 1 kg bao nhiêu con chị? 10 con, mười mấy con. Ấy là cái giá mà chị nói là theo kiểu như này đúng không? Như này là 1 kg bao nhiêu con? Ấy là chị nói là nói cái con bự đây ha. À, cái con bự này nè anh em là tầm 600, 650. Như con bự này là một là xe kệ luôn, kệ lớn kệ nhỏ này là 650, mà nếu mà lớn không à chắc là giá phải nhỉnh hơn ha. 700. Dạ. Đây tôm tích nè anh em. Tôm tích này là loại lớn bao nhiêu, loại nhỏ bao nhiêu chị? Loại đây là 130 anh. À. Tôm tích này là bóc nhẹ nhẹ nó khỏi vẩy ướt ha. Tôm tích này tầm 130. Trong này cũng có những con rất là bự, nhưng chỉ có điều mình vừa bóc con nhỏ. Đây anh em, còn sống hết nha. Đấy. À, tầm này 130 ha. Như mình mang sao mà sống đỡ mình đi về Phú Yên ta? Gây mơ hả? À, bữa nào trên đường đi về bản thân em quảng cáo em vô mua mấy ký luôn. Giờ em trên đường đi vô, Dạ. Bên đây ủng hộ nha. Dạ. Còn đây là 250, bãi với nhà hàng. 250 là nó lớn hơn hay là nó lớn như hơn, thế nào? Lớn hơn. Bữa nào về mình mua mấy triệu tiền hải sản đủ tất cả các loại để mình về quay clip review anh em. Đấy, cái này lớn hơn 250 đúng không chị? Nó có gạch hết ha. Đây là lụa không có gạch anh, lụa là 350 rồi. À. À, em cũng không quan trọng gặp hay không thì miễn sao có thịt là được. Đấy. Chào toàn thể quý anh chị, mình đang có mặt tại cảng Liên Sơn, thuộc xã Liên Sơn, thành phố biển Nha Trang. Đây là một xã làm biển rất là phát triển và dễ cao. Hiện tại là mình đang đứng tại khu vực cảng, một cảng biển rất là đẹp anh em ơi. Đây mình quay quanh khu vực cảng nha anh em xem. Ở đây có một cái cầu cảng chạy dài từ ở trong khu vực cảng đi ra ở ngoài này rất là tiện. Cho nên là những ghe giã cào, ghe thu mua vô đây cân cá rất là phù hợp nha anh em. Đấy. Ở đây họ làm ghe giã cào nhưng mà ghe rất là lớn anh em. Ghe tầm 25-26 mét không à. Đây mình đi vòng vòng dọc khu vực cầu cảng cho anh em xem. Cầu cảng rất là đẹp, rất là dài.
ở đây họ không có xây nguyên một cái khu vực cảng trải dài, mà họ xây cái cầu cảng từ ở trong khu vực cảng, một cái cầu đâm thẳng ra ngoài biển cho những ghe giã cào vào cập để mua bán cá. Cảng cá rất là đẹp. Phía bên trong kia là làng Liên Sơn, xã Liên Sơn, nhà lầu không à. Đấy. Còn phía bên này là thuộc đảo Khỉ, đảo Hoa Lan, thuộc khu du lịch Long Phú của tập đoàn Khatoco. Đây, ở đây chúng ta nhìn xe ra chúng ta thấy hòn Đụng nè. Hòn Đụng. Đấy, anh em nào đi biển là đi dọc lên xuống khu vực này sẽ biết hòn Đụng ha. Rất là đẹp. Ở đây là họ có những cái phiên chợ hải sản tập trung lại rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi quay cái phiên chợ hải sản họ tập trung tại khu vực cảng luôn. Mình sẽ đi quay phiên chợ hải sản tại cảng Liên Sơn cho anh em xem. Ok, xin chào anh em. Mình đang đứng tại cái khu chợ hải sản của cảng Liên Sơn, thuộc xã Liên Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Thì phía sau lưng bên đây rất là nhiều cái xô hải sản tươi sống của tất cả các gian hàng của những anh chị mua bán ở đây nha anh em. Đấy, phía sau lưng bên đây rất là nhiều xô hải sản tươi sống luôn. Bây giờ mình sẽ đi quay một vòng về chợ hải sản, quay trực tiếp tận những cái thau hải sản này cho anh em xem nha. Đấy, cái này là ốc nè, cá mú rồng sống nè anh em, tôm tít luôn, tôm tít cùng rồng sống luôn. Đấy, tôm tít rồng sống, ốc hương anh em, ốc hương, ghẹ kia, ghẹ này, tôm hùm. Anh này là tôm biển anh em, tôm tích rất là nhiều anh em ơi. Cái này tôm tích nè, tôm tích rồng sống luôn. Tôm tích khoảng tầm nhiêu ký vậy chị? Tôm tích nhỏ 150, tôm tích lớn là 200. So cái giá vậy là rất là rẻ anh em. Này ghẹ rồng sống nè anh em ơi, ghẹ rồng sống luôn, ghẹ rồng sống, cá mú rồng sống nè, xà mai. Rất là nhiều. Đây sứa biển nè. Mật phủ nè anh em, bạch tuộc. Đấy, này mực nang. Cái này hàng đông lạnh, chết rồi. Đây rất là nhiều, mình đi thẳng vô bên trong tí xíu nữa. Này tôm tích và có tôm biển luôn anh em. Đấy, bên kia ốc nè. Rất nhiều ha. Mình qua thêm mấy cái gian hàng ở đằng này nữa. Bên này có cá mú rồng sống nè. Con này chắc tầm 1,5 kg anh em. Trên cái máy quay của mình chắc có lẽ là nó hơi nhìn nó hơi nhỏ, nhưng mà thiệt sự là nó lớn ký lắm. Tôm hùm rồng sống luôn nè. Rất là nhiều anh em ơi. Ghẹ gian hàng này lớn nè. Ghẹ con không có lớn lắm, con vừa nhưng mà hàng tươi sống không à. Bên này ghẹ tiếp tục. Rất nhiều ha. Có cái khu họ ngủ lại, họ mua bán tại đây luôn. Tôm hùm nè. Tôm hùm, tôm sỏi, tôm mũ ni, đủ tất cả các loại nha anh em. Sò, ốc, sò.
bên kia có một gian hàng nữa được che bởi cái miếng màn. Ghẹ biển trình anh em ơi, trình này hình như là trình dừa hay sao, tôm hùm ở đây, tôm hùm quá trời luôn, đủ tất cả các cái loại tôm hùm nha anh em, tôm sỏi, tôm đỏ, tôm thờ thiên đại thánh luôn, rất là nhiều. Này có tôm càng xanh luôn nè. Bên đây là hàng đông lạnh, bên này là hàng đông lạnh, hàng chết rồi anh em. Bên này gian hàng ốc. Đấy, ốc bàn tay, ốc móng tay nè, sò mai, sò điệp, rồi ốc hương, đủ tất cả các loại, có rong biển nữa nè. Các cái sản phẩm làm khô về biển này có ở gian hàng chị này. Này có rong biển nè anh em. Đấy, rong biển. Cá mú nhiêu chị? Cá mú con to như thế này 140.000 một ký anh em. Mấy bữa mấy anh em mình hay vô trong nhà hàng ăn là 400, 350 ha. Này 140, anh em mua một con này 3 ký mới có bằng một ký ở trong khu vực nhà hàng mình ăn à. Dạ, em đi các nơi em ăn đủ chỗ. Giờ đi tới chỗ nào là mắt mình cũng phải ăn thử để theo kiểu mình quay phim ấy. Dạ, cho biết vậy á, giờ ra tới Đà Nẵng lẽ giờ quay dày không, không ăn. Ơi, con ghẹ chị. Ghẹ. À. Ghẹ này là 180 nè anh em, 180 theo cảm nhận của mình là con cũng gọi là sổn con rồi chứ không phải là nhỏ nha. Tầm này là sổn con hoặc là lớn rồi nè. Bởi vì mình còn loại này 140, loại này chắc rẻ hơn 140 nữa. Ghẹ con này cũng tầm nhìn được nhưng mà có 140.000 thôi anh em. Ghẹ sống mạnh lắm. Ghẹ sống không à. Ghẹ sống rất là mạnh, rất là khỏe luôn. Đấy, 140.000 thôi anh em ơi. Này mà anh em lấy tầm 1 triệu để đi chợ là anh em ăn le liệt luôn á. Đây gian hàng của cái chị này luôn ha. Đấy, mấy anh em mình có đi vô từ cảng Liên Sơn, anh em đi vô gian hàng chị là gian hàng số 1, gian hàng đầu tiên ha. Do nãy giờ mình đi cũng 2-3 gian hàng mà thấy gian hàng của chị rất là đa dạng mà giá nó cũng mềm lắm anh em. Giá bán bình dân. Còn mấy cái thùng này là hải sản đông ha. Ồ, mấy thùng này là cá bóp đông anh em. Đấy. Cá bóp câu, vậy là này là cá bóp biển. Bóp biển, chim biển, tất cả các loại luôn. Này, vậy là bữa nay mình quay clip này cho anh em là đúng chất luôn nè. Đấy, bóp biển mà như này là như bóp biển này là tầm nhiêu ký chị? Hơn cỡ 2 ký mấy, 1 ký 3. Hơn cỡ lên 3 ký mấy là 1 ký rưỡi ăn. Dạ. Con tầm 2 ký đổ lại, 2 ký rưỡi đổ lại là 130, mà 2 ký rưỡi đổ lên là 150 nha anh em. Nó rơi vào cái tầm giá đó và nó có sự dao động chút ít. À. Bạch tuộc sống luôn nè, có con rất là to, con này chắc phải nửa ký quá. 150 con đi chừng 75.000 bữa. Ý là con này làm sao chị? À. 80.000 con đây. Ồ, cái con bạch tuộc này là có 80.000 con đây anh em. À. Như là chị bán này sống luôn như thế này là 150 đối với cái con rất là to nè. Nhưng mà cái con này là giờ nó có một con lỡ cỡ nên chị bán có 70. 7 80.000 à. 80.
rất là rẻ, chắc trên đường đi về em phải mua một mớ quá. Nhớ ủng hộ nha. Dạ, điều hay đi linh tinh thác lát như vậy đó. Đấy, gian hàng của chị nha anh em, gian hàng của chị, gian hàng số 1, gian hàng đầu tiên. Đây mà mình quay mấy cái gian ốc mà cùng với các cái hải sản, gọi là hải sản tươi mà hải sản để chết rồi anh em. Mực này. Ốc đủ tất cả các loại ốc luôn. Quế đẹp, quế rẻ nha anh em. Quế rẻ luôn. Theo mình cảm nhận là mềm. Đấy, bên này là cổng cảng Liên Sơn nè, nó cách thành phố biển Nha Trang khoảng tầm 10 cây số anh em. Nếu anh em từ Nha Trang anh em đi thẳng ra là anh em đi về hướng bắc ha. Còn từ ở ngoài chúng ta đi vô thì khoảng 10 cây số nữa là tới thành phố. Đấy. Này có mấy anh khách cũng bắt đầu đi mua hải sản nè. Đây cảng Liên Sơn rất là rộng anh em. Đấy. Mấy gian nhà máy, mấy gian nhà vòm đều rất là rộng. Bình ở biển nhưng mà thấy cái cảng nào mà tốt là Bình nói tốt ha. Cảng quá hoành tráng luôn, nhưng mà mấy cái khu trong này chắc là phù hợp mua bán thôi. Chứ mấy khu trong này nó lấn sâu vô trong cái lòng này là ghe tầm lớn lớn là vô trong này cặp là đỡ cho mà bốc hàng lên xuống là không có được rồi nè. Mấy cái khu trong này nó rất là càng. Đấy. Bản thân mình ở biển mình biết đấy. Mấy khu nhà máy này là chỉ phục vụ, khu bên trong này chỉ phục vụ cho chúng ta mua bán rồi chúng ta chứa hàng hóa rồi anh em. Chứ còn khu ở trong này nè anh em thấy đấy, mấy cái này là không phải là khu vực đỡ cập rồi. Họ thiết kế như thế này là không phải khu vực đỡ cập cảng rồi. Khu vực cặp cảng là ngay khu vực ở đằng kia, tại khu vực mà lúc nãy là mình đứng đỡ quay giới thiệu về cảng cho anh em xem ấy. Mấy gian hàng hải sản rất là rẻ. Ok, xin chào anh em nha, hành trình của mình còn dài, mình sẽ đi vô Nha Trang và đi thẳng vô trong miền Tây Sài Gòn, cho nên là xin phép anh em được kết thúc video tại đây. Hứa hẹn với anh em ở tập tiếp theo nha. Đây, hành trình của mình rất là đơn giản ha. Xin chào và tạm biệt anh em.